cảm ơn Nam đã dành thời gian để tham gia với lại một cái buổi chị tạm gọi là trò chuyện với hai chị em mình sau 3 năm em đã đi du học. Rất là cảm ơn Nam, thay mặt các bạn cảm ơn Nam đã dành thời gian để chia sẻ cho mọi người. Thì trước tiên em có thể giới thiệu về bản thân của em cho mọi người được biết không? Em tên là Nam. Năm nay em 21 tuổi, em đang học năm 3 tại Saxon ở Hà Lan. Bây giờ thì em đang đi thực tập ở công ty về ngành học là Electrical Engineering. Bây giờ em đang học năm 3, có nghĩa là nếu như vậy thì em đi du học nó sẽ rơi vào năm 2018 đúng không? Thì giai đoạn đó thì chị thấy giai đoạn đó thì chị thấy sẽ rất là nhiều bạn chọn những quốc gia ví dụ như là Mỹ hay là Canada hay là Úc, thì không biết là lý do tại sao Nam lại chọn Hà Lan chứ không phải là những quốc gia lớn đó nha. Cái đầu tiên em chọn Hà Lan là ở đây nó có apply cho em cái học bổng. Thực ra thì có cơ hội em được học bổng ở Hà Lan, em thấy nó dễ hơn ở các quốc gia khác. Với lại cái đặc biệt là sau khi mà tốt nghiệp ấy, thì ở Hà Lan nó cho tới một năm ở lại để tìm kiếm việc làm, trong khi mấy quốc gia khác thì nó ít hơn một năm. Còn một lý do khác là em cái ngành em học là nó về kỹ thuật, mà ở Hà Lan thì có những trường đại học nó gọi là hàng đầu về kỹ thuật trên thế giới thì phải. Ok, đó là chị thấy là như là một số bạn chọn Hà Lan cũng với lý do về chi phí nữa đúng không? Có nghĩa là ngoài cái vấn đề học bổng thì chi phí nó cũng sẽ là một cái mà các bạn cũng sẽ cân nhắc nhiều. Ví dụ trong trường hợp cùng với một cái chương trình cử nhân đại học đi là 4 năm, mình đều học tại Mỹ, tại Canada 4 năm. Nhưng mà theo như mà cái khảo sát của chị thì nếu như ở Mỹ thì các bạn sẽ phải mất rơi vào tầm khoảng cỡ từ 700 đúng không? Cho đến 1 tỷ một năm là bao gồm học phí bao ở. Nhưng mà nếu như ở Hà Lan thì theo như chị tính nó sẽ rơi vào tầm khoảng 400 đổ lại. Nhưng mà về cái thực tế thì chị nghĩ cái nó sẽ có thể thấp hơn. Thì về cái vấn đề cái con số cụ thể như thế nào thì lát nữa hai chị em mình sẽ trao đổi với nhau thêm ha. Thì chị thấy em có chia sẻ về cái học bổng em có đạt được, thì không biết rằng là cái lúc đó mà để em chia sẻ sơ, không biết là còn nhớ hay không, tại vì nó là 3 năm thì còn nhớ về cái quá trình mà mình xin học bổng, thì không biết mình có phải cần làm những cái gì không hay là phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào không em nhỉ? Em nhớ là nếu như hồi đấy lúc mà em xin học bổng thì như là nó cần có điểm của năm lớp 12 trước khi tốt nghiệp, và em phải viết một cái motivation letter để nộp cho trường. Hình như em còn phải viết thêm một cái document gì nữa mà em quên mất. Ok, thì là một bài luận đúng không, một cái bài luận học bổng. Ok, rồi nếu như vậy hiện tại nó cũng là một cái học bổng, nó như vậy nó cũng sẽ là một cái động lực đúng không, để mình có thể học tốt hơn. Ok, thì em có chia sẻ là em cái ngành của em thì đào tạo tại Hà Lan tốt, thì em đang học là cái ngành cụ thể là về electrical và electricity đúng không, hiện tại là về điện tử, thì không biết là lý do tại sao em lại cái ngành này nha. Thì em cũng thích những cái môn mà nó liên quan về thực hành, với lại đặc biệt là tại vì hồi lúc mà cấp 3 ấy, thì em có học chuyên lý, cho nên em có đã học sơ qua cái những phần mà về điện với năng lượng rồi. Cho nên sau này lúc mà học đại học thì em quyết định là chọn cái ngành nào mà nó liên quan về điện điện tử. Thì ở Saxon này nó offer cho một cái khóa học là Electrical Engineering. Bản thân trường này như chị được biết nó sẽ là một cái trường đại học khoa học ứng dụng ở Hà Lan đúng không? Và cái gọi là cái đặc điểm nổi bật của cái nhóm đại học này thì nó sẽ là đào tạo thông qua cái dự án. Thì trong quá trình học 3 năm vừa rồi của em á, thì em có tham gia một vài cái dự án nào hay không, và có thể là chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm hay là những cái trải nghiệm của mình với những cái buổi làm việc cái project đó hay không nha? Ở Hà Lan thì ở Saxon thì hầu như là mỗi cái học là nó đều có một cái dự án khác nhau cho sinh viên, đặc biệt là ở năm năm thứ hai. Năm đầu tiên thì trường nó có những cái dự án cho sinh viên, nhưng mà thường mấy cái này là kiểu để cho sinh viên làm quen với cái điện điện tử. Nhưng mà bắt đầu từ năm hai thì cái nó mới thực sự nó đưa ra một cái dự án cho sinh viên để sinh viên làm.
Ví dụ như hồi năm thứ hai của em thì em có làm một cái dự án về em phải làm một cái cần cẩu để mà di chuyển những cái container mà ở cảng, Wow. thì ví dụ như thế thì nó sẽ cần em phải là kiểu lập trình cho máy rồi tạo một cái giao diện để người dùng giao tiếp với máy. Thì như thế thì năm thứ hai thì mấy cái dự án này nó sẽ đi chuyên sâu về chuyên ngành, thì chuyên ngành của em học là Power and Automation. Bản thân em có thích yêu thích những cái chương trình này không? Có nghĩa là chị cảm thấy giống như em nghe em chia sẻ thì nó sẽ rất là thực tế đúng không? Thực ra thì em rất là thích về cái ngành này em đang học vì nó rất là thực tế và cái ngành này nó đang ở trong cái nhu cầu cần ở Hà Lan này. Thì Mà nếu như vậy nó sẽ tăng cho mình cái cơ hội việc làm đúng không sau tốt nghiệp. dạ Ok, đó. Thì bản thân như chị thấy các bạn đi du học ở nước ngoài thì cái vấn đề về tiếng Anh các bạn cũng sẽ gặp khá là nhiều khó khăn. Thì không biết là bản thân Nam khi mà mới vừa qua thì em có gặp những cái khó khăn trong vấn đề về giao tiếp với bạn bè ở bên đó không, hay là thầy nghe thầy cô giảng bài gì đấy? thật ra là không chị. Vậy là Tại quá 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 khỏe lúc rồi. mà học thì nghe nó khó, nhưng mà lúc mà sang đây kiểu nói chuyện chơi hay là nghe thầy giảng bài hay là nó dễ hơn lúc học rồi. Cho nên anh cứ thấy ấn tượng hiểu. Chị nhớ là lúc đó là em đi là IELTS của em là bao nhiêu nhỉ? Hình như Là là 6.0. 6.0 đúng không? Có nghĩa là nó vừa 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 đủ để mà apply học bổng và để mà vào chương trình học của trường. Và nếu như vậy thì có nghĩa là mình sẽ gặp không, có nghĩa là mình sẽ cảm nhận rằng là cái người Hà Lan người ta nói tiếng Anh rất là dễ nghe, đúng không? Em có thể nói như thế. Ok. Còn bạn bè trong lớp của em thì không biết là có nhiều bạn đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới không? Cái môi trường gọi là cái môi trường học tập á, bản thân em có cảm thấy nó là một môi trường đa văn hóa không? Thì cái lớp của em là lớp sinh viên quốc tế cho nên đủ tụi nó tới từ từ mọi nơi trên thế giới, nhưng mà sau đấy thì vì cái ngành học đa phần nó cũng khó, với lại nó chỉ chuyên về lý thuyết là nhiều cho nên tụi nó không không có tiếp tục theo cái ngành học này sau này nữa. Nó khó tại vì sang năm hai là ngành của em nó bắt buộc nó phải chọn hai cái, một trong hai là Power Automation hoặc là Electronic Engineering. Thì mặc dù cả hai nó đều thực hành nhưng mà bắt buộc phải học lý thuyết trước thì làm thực hành được, cho nên Là sau đó là có nhiều bạn sẽ gọi là drop ra khỏi lớp mà hiện tại chuyển một ngành khác đúng không? Như em có chia sẻ là cái quá trình học tập của mình nó học nó khó cộng với lại cái việc là bạn sẽ làm project nhiều thì nhưng mà sinh viên quốc tế của mình á, thì mình được phép đi làm thêm thì không biết là như vậy là bản thân Nam thì em có đi làm thêm trong quá trình du học của mình không nhỉ? Dạ có. Thật ra thì em bắt đầu từ tháng 1 năm 2019. 19 có nghĩa là em qua được khoảng tầm cỡ coi như là gần một học kỳ chắc là bắt em bắt đầu đi làm đúng không? Tại vì thật ra lúc đấy thì ở nhà không mà kiểu ngồi học không thì chậm. Cho nên ít nhất thì em không đi chơi nhưng mà em cũng đi làm. Tại vì đi làm thì gặp lại người kia. Như thế nào em có thể xin được việc làm ở bên đó? Ví dụ người quen không hay là em tìm kiếm ở thông tin ở đâu? Cái việc làm đầu tiên ở đây thì lúc đấy là cho bản thân em, tại vì không phải là em thấy người khác đi làm cho nên em phải đi làm thêm, nhưng mà cái lúc đấy là em muốn tự kiếm tiền rồi kiểu tự kiểu gặp gỡ người khác và bạn bè xung quanh cho nên lúc đấy em mới quyết định đi làm. Lúc đấy là em làm ở một cái nhà hàng ở trong thành phố, ở chỗ trung tâm thành phố ấy. Thực ra lúc đấy thì em cũng không có quen ai đang đi làm ở đấy ấy, cho nên em chỉ kiểu đi vòng vòng rồi xong đi vào mấy cái nhà hàng đấy rồi hỏi nếu như họ có cần người thì em để lại số điện thoại. Nhà hàng đó là nhà hàng là người châu Á mình không hay là nhà hàng của Tây luôn? Cái nhà đầu tiên em làm là cái nhà hàng của người châu Á, người Myanmar. Vậy là phải rất là dũng cảm đúng không? Tại vì chị nghĩ có nhiều bạn sẽ hơi ngại ngùng ở cái vấn đề là đi vô hỏi bên nhà hàng bạn có đang tuyển dụng không? Tôi đang free đây. Mình chị bản thân chị nghĩ đó rất
rất là dũng cảm luôn. Tại vì thật ra nói chuyện với Nam á là có rất là nhiều bạn học sinh của chị đi làm, nhưng mà hầu hết các bạn sẽ gọi là sao, là đi làm giống như dựa vào cái sự quen biết. Ví dụ trường hợp có thể là các bạn qua bên đó rồi có quen biết anh chị A, anh chị B, rồi những người đó làm ở những nhà hàng trước rồi giới thiệu lại, theo kiểu là như vậy. Bây giờ lúc mà em đi làm như vậy á, thì em cân bằng giữa cái việc học và việc làm như thế nào? Tại vì chị thấy nó cũng, cái việc học của mình nó cũng khá là bận đấy. Thường thường thì đi làm thay lại phải làm vào cuối tuần, cho nên em vẫn ok. Với lại ở đây Hà Lan nó có một cái luật là trong vòng 1 tháng thì nếu như đi làm thêm thì chỉ được làm tối đa 56 tiếng một tuần. 56 tiếng thì mỗi tuần chỉ tầm 8 16 tiếng, thì em chỉ cần làm 2 ngày cuối tuần là em đủ. Nhưng mà nó có đủ kinh tế để mà sinh sống không? Nó đủ giờ, nó đủ kinh tế để sinh sống. Bắt đầu giờ là qua học kỳ 2 của năm 1 là đã đi làm được rồi, nó quá giỏi luôn. Thì chị nghĩ giai đoạn đó là bố mẹ mẹ cũng đã sẽ phải gọi là cảm thấy hạnh phúc. Tại vì không phải có vấn đề nào mà mẹ sẽ phải gọi là hỗ trợ em ít kinh tế hơn, nhưng mà cái sự trưởng thành, chị nghĩ nó sẽ là như vậy. Bản thân em á, em nghĩ là một sinh viên quốc tế như vậy á, thì em nghĩ là mình có nên đi làm thêm không? Đứng trên cái quan niệm là một cái bạn học sinh quốc tế, thì em nghĩ là mình có nên đi làm thêm không? Tại vì cái này nó cũng đa phần nó tùy thuộc vào bản thân của mỗi người nữa. Tại vì đi làm thêm thì nếu như bạn sinh viên nên có hỗ trợ tài chính đầy đủ và bạn ấy không cần thiết phải đi làm thì em nghĩ nó không cần thiết để đi làm thêm. Còn nếu như mà ví dụ bản thân em thì kiểu em muốn kiểu có vài người bạn người dân địa phương ở đây, cho nên đó là lý do em đi làm. Thường đa phần thì em cũng có nhiều thời gian rảnh nữa, thường thường nó vào 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 tầm chiều tối, lại em cũng không thể ngồi đây chơi game hay là cái gì này, em đi làm gặp người này người kia nói chuyện với kiểu giao tiếp với con người ấy, nó khỏe hơn cái này. Đúng rồi. Với lại nếu như vậy thì chị nghĩ có nghĩa là cái vấn đề làm thêm, ngoài cái việc nó giúp bạn có một thêm một khoản chi phí ha, thì nó giúp mình mở rộng cái mối quan hệ hơn, cũng như là đặc biệt với những cái bạn mà mới vừa qua, thì cái ngôn ngữ của mình á, cái reaction của mình lại khi mà nói chuyện với là người nước ngoài, nó thực sự nó chưa được nhanh, thì cái cách đi làm thêm cũng một trong những cái cách mà chúng ta sẽ giúp chúng ta nó cải thiện được cái vấn đề đó hơn ha. Thì nếu như mà có thể kiểm soát được cái việc học của mình, tại vì thực ra các bạn đi học á, thì cái nhiệm vụ học tập của bạn nó vẫn là chính, nên là trong trường hợp nếu chúng ta kiểm soát được cái việc học của mình á, thì cái việc đi làm thêm là việc nên, nếu mà trường hợp nó cân bằng được giữa cái việc học việc làm ha. Chị nhớ là hiện tại bây giờ là bản thân em đang trong năm 3, thì năm 3 của bên Saxion nó sẽ là một cái năm đi thực tập đúng không? Thì không biết là hiện tại em đang có đi làm thực tập ở công ty nào, và cái có thể chia sẻ với chị là cái quá trình xin thực tập của bọn em như thế nào không? Dạ, bây giờ thì em đang đi thực tập ở cái công ty gọi là Easy Dusan. Em có cái áo Là người ta sẽ phát nên là đồng phục của mình mặc lên đi làm luôn hay sao? đây. Dạ, cái đấy. Lúc đầu nó cho lúc đầu, mà sau đấy thì nó bảo là trang phục thì tụi bay cứ mặc thoải mái, không cần phải mặc đồ nghe. Cái quá trình em xin thực tập thì như thế nào? Dạ, lúc đấy là em dùng cái LinkedIn để em tìm ở những công ty để thực tập. Thực ra lúc đây là tháng 12 rồi, tầm tháng 12 trước Noel ấy. Thì lúc đấy là em cần phải có một công ty để em đi thực tập vào cuối tháng 1. Thì lúc đấy chỉ biết là cái ở bên châu Âu nó đang, đặc biệt ở Hà Lan nó đang lockdown vì cái Covid ấy. Cho nên nó cũng khó để mà xin công ty đi, đi 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 thực tập. Thì sau đấy em mới dùng cái LinkedIn, tại vì LinkedIn nó dễ, với lại em chỉ cần nhắn tin cho mấy cái người làm bên quản lý nhân sự. Sau đấy em tìm được công ty này, xong công ty này nó kiểu công ty này nó cũng dễ nữa. Kiểu nó không cần phải yêu cầu em là cung cấp cái thông tin gì nhiều cho nó. Lúc phỏng vấn thì nó bảo em tới đó ngồi ngồi nói chuyện cho nó, kiểu trao đổi công ty đang làm cái gì, em đang học cái gì, rồi nó đánh giá xem là em có phù hợp với công việc mà nó đang cần phải làm hay không. Thì sau đó kiểu tầm 1 tuần, kiểu sau Noel rồi, thì sau nó mới trả lời lại là nó muốn em làm việc cho nó, cho nên sau đấy em bắt đầu đi thực tập.
Ví dụ trước khi mà em đi thì bên trường nó sẽ phải có hướng dẫn. Tất nhiên chị biết là nó lockdown nên nó sẽ có những cái hạn chế, đúng không? Nhưng mà nếu như mà trong trường hợp ví dụ như em có liên hệ với bên đó để họ để hỏi thăm, ví dụ trường hợp à những công ty này đang tuyển dụng không, hay là người ta có hỗ trợ em trong vấn đề về chỉnh sửa CV hay là những cái tip để gọi là đi phỏng vấn không? Dạ, thực ra là có. Kiểu nó có một cái khóa là personal development. Thì trong cái khóa đấy là nó bảo là viết, nó hướng dẫn cái em viết CV như thế nào, rồi cần hỏi những gì, cần trả lời những gì lúc mà gửi email cho công ty. Thì nó cũng có. Rồi nó còn có thêm một cái danh sách mà những cái công ty mà sinh viên từ cái ngành học của em ấy, cái ngành học của cái ngành mà em đang học, thì nó đi thực, bọn sinh viên chúng nó đi thực tập rồi thì nó có một cái danh sách công ty này, thì bên trường nó sẽ đưa cái danh sách này cho những cái sinh viên mấy năm sau. Trong trường hợp mà nếu như sinh viên không tìm được công ty nào để thực tập thì sinh viên có thể đi thực tập ở tại Saxon luôn, nhưng mà chỉ có một vấn đề là lúc mà làm thực tập ở Saxon ấy thì sau đây là không có thể kiểu như tìm được công việc giống như làm ở công ty được. Đúng rồi, đúng rồi. Có nghĩa là trường hợp nếu mà làm ở công ty bên ngoài thì khi mà mình làm xong thì em sẽ có một cái giống như một cái job, đúng không? Thì để mình đưa vào trong cái CV của mình là à hồi xưa tôi đã từng đi làm ở bên này bên kia. Đó là hiện tại chúng ta biết rằng là cái sự bất tiện của vấn đề lockdown nhưng mà nó vẫn có những cái hỗ trợ cho các bạn để mà các bạn có thể xin được cái công việc, chứ không phải rằng là à các bạn phải tự 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 hết tất cả mọi cái. Có nghĩa là mình đã tìm job được ha. Thì bản thân em thì em có thấy rằng là cái lúc mà mình đi làm như vậy á, thì cái kiến thức đến thời điểm năm ba của mình á, thì nó có đủ để em có thể làm intern được cái công ty đó không? Có nghĩa là cái kiến thức, cái kỹ năng mà Saxion đã đào tạo cho em á, thì em cảm thấy là mình có được trang bị đủ để có thể đi làm intern được không? Cái đó nó cũng khó nói, tại vì cái công việc bây giờ em đang làm ấy là nó về cơ sở dữ liệu, thì nó sẽ nghiêng về bên IT nhiều hơn, và đó là công việc em đang làm, trong khi cái ngành em cái ngành học của em là Electrical Engineering thì nó nhiều về kiểu làm về phần cứng, trong khi công việc em đang làm ở công ty thì em đang làm về phần mềm. Nó hầu như là nó tách biệt lên với nhau, nhưng mà trong lúc mà học mà Electrical Engineering thì chúng nó có vài cái khóa học mà về lập trình cơ bản, cho nên lúc mà em tới công ty thì ít ra em cũng có những cái cơ bản rồi, sau đây thì em kiểu vừa làm rồi vừa tự học xong em làm cái công việc của em. Nhưng mà nãy chị nhớ em có nói là hiện tại khi mà năm 2 các bạn sẽ chia ra hai major đúng không? Có một major của bạn nó sẽ vẫn là Electrical Engineering và một major là gì nhỉ? Cái Power Automation đúng không? Thì cái là định hướng của em là thi cái Power Automation, thì chị nghĩ ở cái phần Automation đó nó cũng sẽ có nhiều cái liên đới tới cái phần phần mềm nhiều hơn so với lại cái ngành còn lại. Tất nhiên nó không phải là cái thứ như thứ IT đúng không? Nhưng mà nó vẫn có cái sự liên đới nào đó nhiều hơn về cái phần mềm đúng không? Về software, tại vì tự động có nghĩa là mình cũng sẽ phải setup những cái gọi là cái bộ phận, những cái vấn đề gì đó nó phải tự động nó xử lý thì nó cũng phải thông qua cái phần mềm đúng không? Đi theo kiểu là như vậy. Nếu trong trường hợp như vậy thì trong quá trình làm việc á, thường không biết là cái sự trải nghiệm của em, cái kinh nghiệm của em á, thì em có thể chia sẻ cho các bạn mà sắp tới là chuẩn bị đi du học hay là các bạn sắp tới sẽ chuẩn bị đi intern á, thì không biết là mình có thể chia sẻ được gì cho các bạn nha. Chỉ có một cái là đi làm việc chăm chỉ thôi. Tại vì lúc mà mình đi làm thực tập ấy thì bên công ty chúng nó cũng biết là mình chỉ là sinh viên, tại vì không có kinh nghiệm nhiều ấy. Nó có còn tùy sinh viên nữa, có những người sinh viên họ đi làm trước rồi sau đó họ đi học lại thì lúc đó họ đã có kinh nghiệm, nhưng mà đa phần là cái sinh viên không có kinh nghiệm, cho nên bên công ty nó không có đặt nặng vấn đề là phải cần hoàn thành cái này 100%, hoặc là nó bắt buộc phải làm trong một cái thời gian ngắn hay là cái gì, nó cũng dễ dàng đối với sinh viên, cho nên vấn đề ở đây là chỉ cần bản thân sinh viên phải làm việc chăm chỉ, chỉ cần đáp ứng được cái yêu cầu mà bên công ty đó đề ra thì em nghĩ thực tập nó
không gọi là khó khăn lắm. Ở bên Hà Lan nó cũng có lockdown một khoảng thời gian đúng không? Nhưng mà em có hôm nào đã lên công ty làm, gọi là làm tại công ty không? Hay là chúng ta gần như là chúng ta làm việc tại nhà hết? Thực ra là hầu như ngày nào em cũng làm ở công ty, mặc dù nó có được phép làm ở nhà, nhưng mà tại vì Lên công ty vẫn tốt hơn đúng không? dạ trên này và phải đi. Nhưng mà không biết là cái đợt vừa rồi thì cùng thực tập với em ở công ty đó thì có bao nhiêu bạn nhỉ? Có bạn sinh viên Saxion nào không? Hay là có bạn sinh viên Việt Nam nào không? Bạn rất xong cùng nhà, đang ở cùng nhà với em. À là cũng thực tập tại công ty đó luôn. Dạ. À thì cái việc mà tại vì với bạn Việt Nam mình đang ở cùng nhà thì nó dễ dàng rồi đúng không? Mình kết nối dễ dàng rồi, nhưng mà với những cái nhân viên đang gọi là full time ở bên đó cũng như là boss cũng như là leader của mình á, thì trong cái vấn đề kết nối từ khi mà em đi làm việc như vậy thì nó có gặp gì đó khó khăn hay không, và em có thể chia sẻ cái dù trường hợp nếu mà khó khăn thì làm như thế nào để mình vượt qua không? Thực ra thì mọi người ở đây họ cũng kiểu kiểu dễ dàng đối với mọi người xung quanh, Thân thì thiện đúng không? dạ họ kiểu họ không có đặt nặng vấn đề là kiểu mày người mới hay là cái gì. Thường thường lúc mà mỗi lần mà đi làm ở văn phòng ấy là có cái giờ nghỉ trưa ấy, tầm 30 phút một tiếng đồng hồ, thì thường thường lúc đấy kiểu nhân viên kiểu ngồi lại với nhau kiểu ăn trưa rồi nói chuyện, thì lúc đấy kiểu kiểu hỏi han, ví dụ mới đầu thì giới thiệu cái này kia, sau đấy thì cứ nói chuyện việc kiểu công việc làm công ty cuộc sống rồi như thế, thì sau đấy kiểu kết nối với nhau. Nhưng mà sau đó thì không biết là mọi người có hay giống như Việt Nam mình không đi nhậu sau khi làm không? Ở Việt Nam là hay có cái nếu chương nếu trình đó. như nếu như bên này mà nó mở ra, nó không có lockdown nữa thì đương nhiên là có. Cho chị hỏi thêm cái nữa, hồi nãy em có nói là cái ngành về em chọn hồi xưa em chọn cái ngành về gọi là điện tử này, tại vì cái cơ hội việc làm của nó thì sau qua cái khoảng thời gian mà mình có thực tập, tại vì chị nhớ là em còn một tháng nữa là mình sẽ hoàn tất xong với chương trình intern, thì như vậy thì bản thân em có gọi là có tự đánh giá được cái khả năng mình tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp như thế nào không? Đối với bản thân em thì em nghĩ là sau khi tốt nghiệp thì em có cơ hội cao để em tiếp tục làm việc ở cái công ty hiện tại. Tại vì sau cái kỳ thực tập này thì là cuối tháng 6 này, thì bên công ty nó đã hỏi em về cái việc là nếu như hè này, trong 2 tháng hè thì nếu như em có làm full time được ở trong đó, với lại cái hợp đồng full time contract nữa. Cho nên sau đấy thì vào tháng 9 thì em sẽ đi thực tập tiếp cho công ty này. Rồi. Vậy có nghĩa là những các bạn học ngành kỹ thuật đó là sẽ không nói nhiều, làm thôi, đúng không? Yeah. Chỉ cần làm có Ok. hiệu quả là được. Làm hiệu quả là được không? Tại vì chị nghĩ là em sẽ phải làm tốt với người ta mới gọi là offer cho em cái tiếp theo làm 2 tháng, rồi sau đó là offer thêm tiếp cái job sau đó đúng không? Thì chị nghĩ như vậy là cái khả năng mà sau khi tìm việc được, sau khi tốt nghiệp gọi là tiếp tục ký được hợp đồng với công ty này nó rất là cao đúng không? Dạ. Bây giờ hiện tại mình quay về cái cá nhân của mình đi ha, tại vì có thể là những cái công việc, những cái thông tin về người khác thì nhiều khi mình sẽ không nắm được. Thì bây giờ cho chị hỏi tí xíu là bản thân em này vừa đi học nè, rồi vừa đi làm nè ha. Rồi như vậy thì không biết là cái khoảng thời gian mà gọi là để mình trải nghiệm, mình khám phá Hà Lan á, thì nó có không, và tạm gọi là cái gì nhỉ? Cái gọi là cái cảm nhận của em á với cái môi trường sống cũng như là con người Hà Lan thì như thế nào? Thực ra từ lúc mà em sang đây thì em cũng chưa đi đâu nhiều ở Hà Lan nữa. Em nhiều lắm thì em chỉ đi lên trên Amsterdam hoặc là em đi vòng vòng sang mấy cái thành phố xung quanh thôi. Còn về con người ở đây thì kiểu có nhiều người ở đây họ open mind, kiểu họ không có kiểu quan tâm hay kiểu phân biệt người người địa phương hoặc là người nước ngoài. Chắc chị hỏi là cái vừa rồi thì mình cũng do vấn đề về dịch Covid ha, thì có rất là nhiều bạn sẽ chọn cái việc là quay về Việt Nam rồi học online á, thì không biết là bản thân Nam là lúc mà em chọn ở lại thì em có suy nghĩ nào, và bản thân lý do vì sao em chọn ở lại? Cái Đối vấn với đề đầu chị là tiên là cái vấn đề đầu tiên là nó vì tài chính chứ.
Tại bay mắc quá. Dạ đúng. Cái lý do khác là nó kiểu về việc học nữa. Tại vì nếu như em về Việt Nam thì em ở Việt Nam nhưng mà em bắt buộc phải theo học giờ bên Hà Lan. Thì giờ ở bên Hà Lan là thường thường lớp nó sẽ học bắt đầu từ 9 giờ sáng giờ Hà Lan. Thì nó tầm sẽ là 2 giờ chiều hoặc là 3 giờ chiều bên giờ Việt Nam. Mà có khi em có những lớp mà tới 5 giờ chiều giờ Hà Lan. Thì có nghĩa là tới 9, 10 giờ đêm ở Việt Nam rồi. Thì cái giờ đấy vì vấn đề về về giờ thì đó cũng là một phần. Còn vấn đề khác là nếu như mà em về Việt Nam em học học ở nhà nên nó cũng được, nhưng mà sau đấy thì em kiểu tại vì ở Hà Lan ấy, lúc đấy là em đang có công việc làm thêm cho nên kiểu ngoài việc học ra thì ở nhà nó lockdown thì không đi đâu được, thì em chỉ đi làm, thì ít ra em kiếm được đồng ra đồng vào cho nên. Ok. Có nghĩa là nó sự trái vấn đề về địa lý, vấn đề về tài chính, đó là hai lý do chính mà mình chọn ở lại đúng không? Em cho chị hỏi như thế này, có nghĩa là có rất là nhiều bạn nghĩ rằng là khi mà đi du học thì chúng ta sẽ có thực sự có rất nhiều tiền đúng không? Và tại vì hồi nãy giờ mình có chia sẻ là em đi làm mà tại vì nó vấn đề về tài chính rồi, em không về Việt Nam là vấn đề về tài chính, thì không biết là bản thân em đi, cái kinh nghiệm của em là em chia sẻ như thế nào về cái quan niệm này là đi du học phải có rất là nhiều tiền. Thật ra em thấy chỉ cần nếu như đi du học thì bên gia đình chỉ cần lo đủ năm đầu tiên. Còn 3 năm sau ấy thì nếu như sinh viên biết cách mà tự đi làm, cái cân bằng giữa việc học và việc làm ấy, thì em nghĩ thì sau đấy hầu như là không cần phải hỏi xin ba mẹ hay là cái gì nữa. Cái gì hỏi như thế này là tại vì các bạn nam đi du học á, thường các bạn cũng sẽ gặp khó khăn tí xíu ha. Thì ví dụ trường hợp vấn đề về tự chăm sóc bản thân của mình nè, rồi nấu ăn rồi nữa, thì không biết là bản thân em là con trai á, thì em thấy những cái điều đó như thế nào, nó có khó khăn gì đó lắm không? Dạ không, đối với em thì em thấy bình thường. Tại vì kiểu như ví dụ như nói về nấu ăn thì ở đây thường thường nó bán những cái gì ở đây nó bán đồ ăn nó đã chuẩn bị xong hết rồi, mình chỉ cần mua về bỏ vào nấu thôi. Thì em chỉ cần kiểu mỗi ngày ví dụ như mỗi lần em nấu ăn cái buổi trưa hay là buổi tối thì em chỉ cần 30 phút để em nấu một bữa ăn cho em. Có nhiều lúc nó cũng lười không muốn đi nấu, nhưng mà em không nấu thì cũng không có ai nấu cho em cho nên em phải tự đi nấu cho nên. Có nghĩa là mình xây dựng cho mình được cái tính gọi là phải chăm chỉ đúng không? Thay vì lười biếng. Nam cho chị quay lại cái câu hỏi như thế này nè, có nghĩa là qua cái quay lại cái lúc mà trở lại làm hồ sơ á, thì không biết là em biết bên du học Inex của chị qua đâu nhỉ? Hôm nay là anh Tố có giới thiệu, anh Tố đang làm hồ sơ đi du học ở Hà Lan rồi. Lúc đấy hình như em mới học lớp 11 rồi. Lớp 11 thì sau lúc đây là thì mà em mới hỏi là có quyết định sau này sau năm lớp 12 thì em muốn làm cái gì, thì sau đây em cũng đi theo lại bên Tố đi sang bên chị Sương, lúc đấy em mới biết tới Inet. Là qua 3 năm học tại Hà Lan á, thì em thấy bản thân mình thay đổi như thế nào? Em nghĩ cái đầu tiên là em có thể tự chăm sóc cho bản thân của em, kiểu như là em không cần phải dựa, em có thể tự đập được, em không cần phải dựa dẫm vào người khác. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là nó cũng quan trọng là em cũng học được cái kiểu như cách ăn nói, kiểu nói chuyện với người kiểu người dân ở đây, hoặc là kiểu nói chuyện kiểu với mọi người, cái là cách giao tiếp. Và kiểm soát về tài chính nữa đúng không? À, dạ đúng. Ê, tại vì cái đó là bắt buộc ai cũng phải có cho nên. Nhưng mà lúc mà tại Việt Nam thì chúng ta sẽ gần như là không đúng không? Tại vì lúc ở Việt Nam là buổi sáng là mẹ sẽ đưa 20.000 đi ăn sáng đúng không? Chứ không phải là tự có một cái khoản tiền rồi sau đó là phải tự chi. Rồi qua năm 2 thì bắt đầu phải đi làm rồi dựa trên mức lương đó. Để mà chúng ta biết cách quản lý về tài chính và chị nghĩ cả về quản lý thời gian nữa đúng không? Dạ đúng. Thì có nghĩa là như vậy, là có nghĩa là sau 3 năm học có được luôn cả về cái kỹ năng giao tiếp đúng không, cả về vấn đề về cái kỹ năng tự bảo tự tự chăm sóc bản thân, về tài chính, quản lý về tài chính, quản lý về thời gian, đó là những cái mà chúng ta thấy nó rõ ràng nhất đúng không? Dạ.
Ok, thì nếu như vậy thì trường hợp được quyết định lại á, thì em có chọn đi du học lại giống như là 3 năm trước đây không? Trong trường hợp của em thì dạ có. Tại vì bây giờ hầu như là em chắc chắn sẽ có một công việc sau khi em tốt nghiệp. Thì em có thể có em sẽ có tương lai ở đây sau đấy, kiểu về công việc, về cuộc sống ở đây, nhưng mà cho nên em sẽ không hối hận lúc mà em chọn lại 3 năm trước. Ok, nếu như được nói với bố mẹ thì các bạn sẽ nói điều Theo em thì em đầu tiên là em sẽ cảm ơn bố mẹ em, tại vì đã cho em cơ hội để mà em đi du học ở Hà Lan này. Cái thứ hai là em chỉ muốn nói là bố mẹ không phải cần phải lo cho em nữa, tại vì bây giờ em đã tự lập được, mà mọi thứ liên quan đến cuộc sống của em là em đã tự kiểm soát được, cho nên bố mẹ không cần phải lo cho em nữa. Chị cảm ơn Nam một lần nữa đã dành thời gian tham gia với lại Inex ngày hôm nay. Chị chúc cho em là cái khoảng thời gian thực tập còn lại của mình tại bên công ty thì nó sẽ rất là vui và nó sẽ có nhiều cái trải nghiệm hay hơn nữa. Và chắc chắn là chúc em sẽ may mắn ký được cái hợp đồng lâu dài với công ty sau khi tốt nghiệp. Hoặc là công ty này hoặc là công ty khác. Có thể bất kỳ một cái công ty nào đó mà em cảm thấy nó phù hợp với bản thân của mình. Ha? Dạ, anh cảm ơn chị Sương.